Và Vọng xin kính chào tất cả các bác. Chắc chắn các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây, các bác nhận diện đây là một chiếc đồng hồ thùng bè Vân Nu đúng không ạ? Nhưng đừng vội nhận diện vội, đây là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Odo. Và nó lại còn sở hữu thêm đó là cái bộ mặt số nổi mạ chrome. Thường thì các bác cũng tìm hiểu sơ qua rồi, thì những cái bộ mặt số nổi mạ chrome là những cái bộ mặt số rất là đẹp và chỉ xuất hiện trên những chiếc đồng hồ cổ Odo máy 10 bình bong. Nhưng tại sao đây là một chiếc 578 mà nó lại sở hữu được cái bộ mặt số nổi đẹp như thế này? Chắc hẳn nhiều bác khá là tò mò đúng không ạ? Thực sự chia sẻ với các bác, thường thì những chiếc máy 8 của chúng ta thường sẽ là những bộ mặt số in thôi. Còn để mà nói cái bộ mặt số nổi mạ chrome để mà xuất hiện trên những chiếc máy 8 thì phải nói là rất là khó. Nó mang giá trị cực kỳ là cao. Về cái giá trị, về cái mức độ sưu tầm, về cái độ đẹp các bác nhá. Còn em không nói về cái giá trị như kiểu là các bác bỏ ra cái giá trị tiền nong đâu. Đây là một chiếc mang giá trị sưu tầm vì nó quá đẹp và rất là ít gặp. Ngoại hình thì là một chiếc đồng hồ thùng bè Vân Nu, không cần quá nhiều họa tiết hoa văn như những chiếc các bác đã xem em quay và giới thiệu trên kênh của em đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần một cái phần thùng Vân Nu đều nhau, một chiếc thùng Vân Nu cánh cong. Mẫu thiết kế này nó có kích thước chiều dài từ phần đỉnh các bác nhé, từ phần đỉnh đi xuống đến phần đáy em đo được là 57 cm, còn phần cánh cong phủ bì em đo được là 51 cm. Đấy là một mẫu kích thước tiêu chuẩn và em hay gọi đây là một mẫu thiết kế thùng bè ngang. Sở hữu chính giữa đó là một cái bộ mặt số nổi mạ chrome. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một cái phần tay cầm đặc trưng của thương hiệu Odo, kiểu dáng không sai đâu được đúng không ạ? Kính dưới đây các bác nhá, kính dưới họa tiết trắng gương này kết hợp với một quả nắp mạ chrome. Một cái phần ngoại hình Vân Nu được chăm chút khá là tỉ mỉ. Đối với những chiếc thùng Vân Nu thì các bác cũng biết rồi là nó sẽ có cái độ bát sáng cực kỳ là cao. Đây là những cái phần gỗ được thiết kế đối xứng nhau đây các bác nhá. Đây là hai phần vân được thiết kế đối xứng nhau đây. Và như các bác nhìn đây này, em đang quay và em cũng đang nhìn trực diện cái đồng hồ cách em khoảng 1 mét, thì gần như các bác có thể nhận diện đây là một chiếc thùng gần như là không có một cái vết tích gì của thời gian. Hoặc là một số bác sẽ bảo đây là một chiếc thùng được làm lại hoặc là được spa lại. Nhưng em chia sẻ luôn, đây là một mẫu thiết kế nguyên bản chưa qua spa. Và tất nhiên rồi, nếu các bác nhìn gần khoảng cách mắt của bác đến cái phần thùng đồng hồ khoảng tầm 10 cm thì các bác sẽ thấy một số cái vết thời gian, nhưng không đáng kể, đồ xưa mà các bác. Rồi bây giờ em sẽ đi vào bên trong nhá, xem bên trong chiếc 57 này nó sẽ có cái điểm gì đặc biệt tiếp theo. Em xin tạm dừng quả lắc lại để các bác xem rõ hơn. Đây, đây là toàn thể ngoại hình nội thất bên trong. Các bác hay gọi là nội thất bên trong của một chiếc đồng hồ của Odo nhá. Từ cái phần bản nề này, bản nề nó đã ăn vào gỗ rồi các bác nhá. Rồi đến những cái phần kính nẹp, kính dưới này, những cái dây phụ kiện đi kèm, đây là những cái đầu dây để các bác khóa chuông hoặc là các bác sẽ cố định đầu vồ sang hai bên cho em, cũng còn đầy đủ này. Và đây bên dưới chúng ta sẽ có những con ốc đây, gọi là những con ốc chống vào tường các bác nhé, để phụ trách cái việc là giúp cái đồng hồ nó không bị nịch và nó không bị chạy thùng khi các bác mở cái thùng ra để lên cót. Một chiếc tay cót zin của thương hiệu Odo. Chiếc này em đang để mã số là 2913 các bác nhé, 2913. Đây là cái phần khóa công còn nguyên. Rồi quay trở lại với cái bộ mặt số mà em vừa nói đây. Đây em sẽ dừng lại khoảng vài giây để các bác ngắm cái vẻ đẹp của bộ mặt số nhé. Nhìn từ các góc cạnh khác nhau thì cái bộ số nó bắt sáng cực kỳ là tốt. Nó cho các bác một cái màu ánh sáng trắng nhá, vì đây là những cái bộ số mạ chrome mà. Nay còn ăn nhập thêm đó là một cái bộ kim mắt ngỗng mạ chrome nữa thì còn gì chê đúng không ạ? Ba lỗ vành khuyên cót của chiếc đồng hồ này còn giữ được nguyên này. Bên dưới chúng ta sẽ có cái dòng thông số made in France. Và các bác sẽ thấy là cái bộ số của thương hiệu Odo người ta thiết kế khá là đẹp, bo tròn và nó bắt sáng cực kỳ là tốt và cái độ bền cực kỳ là cao các bác nhé. Đây, sáng tối các bác có thể nhìn đây này. Tuyệt vời đúng không ạ? Thực sự đúng là một cái bộ mặt số mà chắc chắn là nhiều bác đang ao ước đúng không ạ? Còn bên trên thì chiếc đồng hồ 57 này sẽ chơi trên nền gông 101. Thường bộ gông 101 sẽ là 7 thép 1 đồng các bác nhé. Các bác hay gọi máy 57 là máy vát vồ vuông, ba vách hoa dâu. Thì đây chuẩn xác như các bác nói, một bộ máy ba vách hoa dâu nhá. Độ đẹp khá là cao.
và đây gọi là máy vát, và đây là vồ vuông, đúng nghĩa như các bác hay truyền miệng nhau nhá. Kết hợp với cái bộ mặt số đẹp như thế thì chắc chắn không thể thiếu một quả nắc mạ chrome rồi đúng không ạ? Đây là cái quả nắc mạ chrome các bác nhá. Có một chút cái vết tích của thời gian nhưng để mà nói về những cái vết móp thì không có. Đấy, để các bác có cái nhìn chuẩn xác nhất khi các bác muốn sưu tầm một chiếc đồng hồ cổ. Rồi bây giờ em sẽ đi vào thử luôn tiếng chuông của chiếc đồng hồ Oro 57 này, xem chiếc 57 này nó sẽ tạo nên một cái phần âm thanh như thế nào để các bác cùng thưởng thức. Vừa rồi là cái phần âm thanh mà chiếc 57-8 thể hiện. Các bác cảm nhận về cái độ âm thế nào? Thực sự rất là trầm và cái độ trong ngân khá là cao, ăn nhập với nhau, đẹp từ bộ máy đến bộ mặt, đến phần âm thanh, đến ngoại hình. Thì đây chắc chắn là một chiếc đồng hồ cực kỳ lý tưởng và khá là nhiều bác đang săn tìm đúng không ạ? Và chiếc này thì gần như là không có điểm trừ nào các bác nhé. Gần như không có điểm trừ. Vì sao? Vì đây là một chiếc em đã lựa chọn cực kỳ là kỹ. Các bác nhìn có mê không ạ? Và đây thì hôm nay thì em cũng công khai giá luôn. Giá giao lưu của chiếc này em đang để giao lưu là 46,5 triệu. Bác nào muốn sở hữu một chiếc đồng hồ 57 mặt số nổi thì các bác chọn chiếc này giúp em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.